chào các bạn. Ai kêu đây đó, có đây đây. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn qua một clip thông quan về rừng dừa Tái Mỏ, hay còn gọi là rừng dừa Cẩm Thanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi nhé. Rừng dừa Cẩm Thanh hay còn gọi là rừng dừa Bảy Mẫu thuộc phường Cẩm Thanh, thành phố Hội An, cách Đà Nẵng khoảng 30 km về hướng Nam. Để đến được đây, bạn chỉ cần chạy thẳng theo đường biển hướng về Quảng Nam. Theo bản chỉ dẫn, đường đến thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, chạy tới chân cầu Cửa Đại. Đây chính là khu vực rừng dừa mà bạn muốn đến. Và việc đầu tiên mình cần phải làm đấy chính là đi mua vé thông quan với giá vé là 30.000 một người. Tại đây các bạn sẽ nhận được những lời mời gọi rất nồng nhiệt từ các chủ hộ kinh doanh thuyền thúng với giá một thúng cho hai người đi là 150.000. Tức là bạn có thể bỏ ra ít nhất 210.000 cho hai người đi khi bạn muốn tham quan khu du lịch sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu. Sau khi được một anh thanh niên mời đón thì mình quyết định sử dụng dịch vụ bên anh này với giá thuê thúng là 150k cho hai người. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi thôi nào. Thì mình đã có mặt tại rừng dừa Bảy Mẫu, hay còn gọi là rừng dừa Cẩm Thanh. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan khu vực rừng dừa này. Hôm nay thì mình đi buổi sáng nhưng vẫn khá là nhộn nhịp. Bên này mình nghe có tiếng nhạc sập sình khá lớn. Lúc đầu thì cứ ngỡ là tiếng nhạc đang tổ chức đám cưới. Thế nhưng khi lại gần thì mới phát hiện ra đây là một âm thanh phát ra từ nhà hàng chuyên phục vụ khách Thái Lan. Thật là thú vị. Họ đang chuẩn bị một bữa tiệc âm thanh thật hoành tráng để đón tiếp những thực khách từ phương xa. Điều thú vị mà mọi người thường nhắc đến khi đến với rừng dừa Bảy Mẫu là được sống trong một không khí miền Tây giữa lòng miền Trung. Thế nhưng, theo mình thì mình thấy nơi đây còn có nhiều thứ thú vị hơn nhiều. Gọi là rừng dừa Bảy Mẫu nhưng thực ra theo mình thấy ở đây thì chắc là rất rộng, chắc cũng khoảng tầm 70 mẫu đó các bạn. Theo một con kênh nhỏ uốn lượn quanh vườn dừa, chú chèo thúng đưa mình qua những đoạn kênh đẹp tuyệt vời. Mình như lạc vào chốn miền Tây sông nước với những ngôi nhà được thiết kế hoàn toàn bằng tre và dừa nước, mang đậm đặc trưng vùng miền không thể lẫn vào đâu được. Công việc chính của người dân vùng này chính là chèo thúng đưa khách đi tham quan rừng dừa là chủ yếu. Nên hai ven dòng kênh thì mình thấy có khá nhiều thúng đang neo đậu, sẵn sàng phục vụ khi có khách. Bên tay phải của mình thì có một cái chòi, có người canh giữ trong đó. Người này có nhiệm vụ kiểm soát vé, kiểm soát số lượng khách đến với rừng dừa, cũng như là nhắc nhở du khách nhớ mặc áo phao khi tham quan trong khu du lịch.
Chiếc thúng chai cứ len lỏi đưa mình vào sâu trong rừng dừa và cuối cùng thì cũng đưa mình ra với một vùng sông rộng lớn hơn của con sông Thu Bồn. Ở khu vực ngoài này thì có vẻ hoạt động nhộn nhịp hơn hẳn. Lắc thúng hay trò chơi quay thúng là một trong những hoạt động chính không thể thiếu trong hành trình khám phá rừng dừa Bảy Mẫu cùng với du khách. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, điều khiến mình thích thú hơn hẳn có lẽ là một sàn nhảy được dựng ngay trên mặt nước. Chắc có lẽ đây là sàn nhảy trên nước đầu tiên mà mình từng trông thấy. Đặc biệt, người làm du lịch ở đây rất biết cách chiều lòng khách. Tùy theo từng đối tượng khách mà họ phải học và hát, mở những bản nhạc theo từng quốc gia khác nhau. Họ có thể hát và nhảy những điệu nhạc của Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và thậm chí cả Malaysia nữa. Và một điều nữa cũng khá bất ngờ và vô cùng thích thú với mình, đấy chính là những món quà tặng giản dị, đậm chất hồn quê từ những cô chú chèo thúng. Đó chính là những chú cầu cào, những chiếc nhẫn, bông hoa, vòng tay, vòng đeo cổ được gấp cực kỳ xinh xắn từ những chiếc lá dừa nước của khu rừng dừa Bảy Mẫu này. Thì ngoài những hoạt động nhảy múa, lắc thúng dữ dội quay cuồng, thì ở đây còn có cả biểu diễn quăng chài bắt cá dành cho những du khách muốn thử mình trở thành một lão ngư chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, hát hò quảng, hát bài chòi cũng được người dân đưa vào để phục vụ du khách khi đặt chân đến tham quan vùng đất này. Hãy
Đi giữa miền sông nước như thế này, nếu mà ai đó cất lên một giọng ca cổ cải lương thì còn gì bằng nữa nhỉ? Nhưng mà đang phong cách Hàn Quốc như thế này mà hát vọng cổ thì cũng hơi kỳ kỳ. Hay là bây giờ mình ca thử nhé. Không hay thì đừng ném gạch nha. Từ buổi quen nhau em thường kể cho anh nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Vàm. Có kỷ niệm quê hương ơi, tình em đó rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ trong lòng. Hàng dừa nước long lanh rô mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi, thời gian ơi chờ nổi mong chờ. Và sau gần một tiếng bôn ba giữa dòng sông với những trải nghiệm cực kỳ thú vị thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với địa điểm xuất phát. Bây giờ thì chúng ta đã kết thúc hành trình tham quan khu du lịch sinh thái rừng dừa Bể Máu. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.